Xin chào quý bà con, hôm nay chúng ta cùng đi thăm ruộng lúa của hộ anh Nguyễn Nhân Lành, là nông dân của xã Hành Lộc, huyện Ninh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Thì ở trong vụ lúa đông xuân 2020 này thì anh có sử dụng thuốc Kimono ABC của công ty cổ phần nông dược Việt Nam để phòng trừ dịch hại trên ruộng lúa của mình. Thì sau đây xin mời quý bà con mình cùng lắng nghe ý kiến đánh giá của anh về hiệu quả của thuốc Kimono ABC của công ty cổ phần nông dược Việt Nam. Dạ, em chào anh. Thì anh có thể chia sẻ với bà con mình biết cái giống lúa mình là giống lúa này, giống lúa gì hả anh? Giống RVT. RVT, dạ. Thì ở trong vụ này anh, thì anh có sử dụng thuốc Kimono ABC của 50WG của công ty cổ phần nông dược Việt Nam á. Thì anh có thể cho với bà con mình biết anh sử dụng ở thời điểm nào hả anh? Sử dụng thời điểm là trước khi chỗ và sau khi chỗ, thấy nó có màu lá lúa nó cũng cái tỷ lệ hạt chắc thì nó được. Dạ, phun trước chỗ, sau chỗ, sau chỗ là anh phun ở thời điểm là gần chỗ điều đúng không anh? Gần chỗ điều. Dạ. Chỗ điều vừa cong hơi cong trái me. Dạ. Thì anh thấy cái hiệu quả ở đến thời điểm bây giờ thì ruộng mình cũng sắp thu hoạch rồi. Dạ. Thì anh thấy cái độ và khả năng mà phòng ngừa đạo ôn có bông với lem lớp hạt thì anh thấy đánh giá nó như thế nào? Thì so với tim gen đó thì nó cũng tương đương, thì thấy cũng được, màu lá lúa giờ thấy cũng còn xanh. Dạ, mà cái khả năng anh thấy trên ruộng mình hình như đạo ôn có bông hình như không có đúng không anh? Không có đạo ôn có bông. Dạ, còn lem lớp hạt thì anh thấy nó vô gạo như thế nào anh? Nó có ít lem hay là nó như thế nào anh? Vô gạo thì thấy cũng được. Dạ. Lem lép thì không thấy. Lem lép thì ít ha anh. Dạ. 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 Thì còn một đặc điểm nữa đối với cái thuốc Kimono ABC 50WG này á, thì anh thấy khi mà phun á, lúa mình có bị ảnh hưởng, có bị đỏ hay bị cháy lá gì không anh? Không, lúa là sạch, không có bị. Dạ, thì sau cùng em xin thay mặt công ty gửi lời chúc sức khỏe đến anh và gia đình. Chúc anh một mùa lúa bội thu, trúng mùa trúng giá nha anh. Rồi, cảm ơn. Dạ, em chào anh.